ơi, cái bài toán này khó quá à các bạn ơi. Cái gì 1 cộng 1 bằng mấy? Ơi, 1 cộng 1 bằng 3 à? Chuông reo rồi kìa, đến giờ đi học về. Ui, như mất ơi, đến giờ đi học về rồi nè. Chuẩn bị chưa? Rồi, tôi với ông hẹn ra trước cổng trường này cho mất. Ok, con dê. Dạ, yeah, mọi người đi học về hết trơn rồi mà hai anh em mình chạy chậm quá. Bây giờ mọi người đi học về trước hết trơn luôn rồi nè. Dạo này tôi nghỉ lễ dữ quá nên là quên đường vô căng tin luôn. Tôi vào nhầm cái chỗ nào có quá trời TNT luôn á Vinh ơi. À, cái chỗ đó là chỗ bán TNT nguyên tố luôn. Bây giờ là tranh thủ là giờ ra về này nè. Hai anh em mình tới cái chỗ đó coi thử nha. Ok luôn, bây giờ đi luôn nè. Trước tiên là chúng ta cần phải nạp năng lượng vô mod cái nha. Tôi ghiền cái cảm giác thật là vô mod quá. Yo, sao giờ học đến giờ vô. Một cảm giác thật là vô mod. Trời ơi, cái gì đây? Ôi, vô mod ơi, mình đã dịch chuyển vào cái cửa hàng TNT rồi nè. Quá trời, quả bom TNT luôn. Ôi, đây nó có bán nhiều loại vậy. TNT bình thường nè, TNT nguyên tố lửa nè, TNT nguyên tố đá hả, TNT nguyên tố đất nè, cái này là nguyên tố gì vậy trời. Ôi có nhiều loại thiệt luôn các bạn. Cái con này gì kia ấy. Trời ơi quá là nhiều loại luôn. Ê con này con gì ấy? Con này là con heo nè. Dù bắt ơi con này nhìn giống như là con cái con cún đó các bạn. Này này cái áo này nó có bán áo này các bạn. Ôi, để mà có thể mua được những cái quả TNT nguyên tố này, mình cần phải phá hủy thế giới Minecraft mới có thể mua được nha các bạn. À rồi, đi ra ngoài thôi là vô mất. Giờ là chúng ta đến với cái cuộc hành trình đi phá hủy thế giới Minecraft. Rồi, mình ở trong người đang có 5 quả TNT bình thường nha các bạn. Đó, đây. Bây giờ mình sẽ cho nó phá. Ê, ông đứng xa xa tí nó nổ chết bây giờ. Wow. Trời ơi các bạn ơi, khi mà mình phá hủy á thì cái thanh ở dưới nè nó có để thông tin là mình vừa phá hủy 184 block đã bị nổ rồi nha. Ồ, như vậy là mình có thể vào cửa hàng được rồi các bạn ơi. Đó. Vậy là mình có 184 block là mình có thể mua được cái TNT nguyên tố lửa rồi. Nó bán với giá là 50 block nè. Ồ, xịn chưa mọi người. Mất rồi, được giờ dạ, tôi vừa mua xong nè. Rồi giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta thử với cái nguyên tố lửa ơi, nó nổ như thế nào nha các bạn. Rồi hình như là trời gần tối vậy kìa. Nhưng mà thử đi, coi lửa nó đẹp không nha. Rồi này vô mắt, coi quan sát nè. Cái quả này là nguyên tố lửa, vậy là nó nổ ra lửa chứ gì nữa. Wow, đẹp thiệt chứ. Vô. Ôi, ôi trời. Giật cái mình thiệt chứ. Ờ, nguyên tố lửa thì nó nổ ra lửa thì đúng rồi đúng không các bạn. Ờ, sau khi mình đã nổ á thì mình đã tăng lên là 211 block đã bị nổ rồi. Như vậy là mình có thể mua được gì ta? Gọi vô cửa hàng nè. Ôi, mình có thể mua được. Cái này là nguyên tố gì đây? Rồi TNT. Ha, đây là TNT được làm bằng thép nha các bạn. Wow, gọi đi ra ngoài coi thử là nó nổ như thế nào nha mọi người. Tôi cũng đang rất là tò mò luôn. Nha, ôi trời tối luôn rồi nè. Trời đã sáng rồi, mình sẽ thử ai TNT bằng thép à. Wow. Ôi trời ơi, bạn ơi, nhìn nó gai góc coi nè. Đây, đây vô mất. Có khi nào nó nổ ra cái cục gai không ta? Kìa. Các bạn ơi, hồi nãy mình vừa thấy cái gai nó từ trên trời nó rơi xuống á các bạn ơi. À, mình vừa đủ tiền mua cái TNT này luôn nha các bạn. Nó bán với giá là 700 block. Wow, đây là TNT nguyên tố đất nha các bạn ơi. Gọi TNT nguyên tố đất hả? Lần này là mình sẽ đưa cho vô mắt thử nha các bạn. Nè vô mắt, đặt xuống đi. Úi giời, cứ để tôi lo cho. Ui, cái gì vậy? Đất nó bị làm sao thế? Quậy cái chữ này các bạn ơi, nó bắn ra rất là xa luôn á. Ui trời ơi, nó nổ ra cái gì nè? Nó nổ ra vàng, nó nổ ra kim cương luôn. Nó nổ ra đầy đủ thứ vô luôn này vô mắt. Ui trời ơi, xịn nha, xịn nha. Bùm bùm. Ông hát cái bài gì mà bùm bùm chéo gì? Wow. Ui, wow, khủng khiếp này chứ. Quay, mình vừa nổ 1608 block rồi các bạn ơi. Vì vậy là mình có thể mua được. Ủa phải không? Trời. À, đây là TNT không khí nha các bạn. Nó có tác dụng là bắn các block và động vật bay đi. Trời nghe ghê vậy. Gọi đi ra ngoài coi thử đi. Để mình thử bác dân làng nha. Bác dân làng ơi, trời ơi. Có lẽ rồi, như là bác dân làng sẽ bay mất tiêu luôn đó Vinh ơi. Cái gì vậy? Wow, các bạn thấy không? Nó vừa bay đi mà mình không hiểu nó bay gì luôn. Lần này là ứng tê
hơi nước à. Thôi nó bán với giá là 900 mà lắm. Mua luôn. Hoài. Ôi cái gì vậy? TNT nguyên tố nước, nó có tác dụng là tạo ra một làn sóng lớn. Wow, ngầu vậy ta. Ủa một đây là làn sóng nha các bạn, sao mình thấy nó giống cái mái nhà quá vậy? Giống mắt. Giống không? Mà công nhận, mà công nhận là nhìn nó giống như là cái nhà mà có cái mái ở trên vậy đó. Nhìn nó cứ giống cái nhà vậy các bạn. Bị nguyên một cái làn sóng lũ lụt nè. Nước tràn bờ đây. Ủa, gì vậy? Wow. Mình thấy nó không có lớn lắm nha các bạn, nhưng mà nó tạo ra nguyên một cái làn sóng bay bay dèo luôn. Thấy không vừa mới? Tôi có thấy, nhưng mà hình như là hơi bị ít thì phải. Này mình sẽ đặt đăng quả TNT nước luôn nha các bạn, để coi làn sóng nó như thế nào nha. Hồi nãy là nó hơi yếu. Đó. Rồi, tôi nghĩ là cái lần này là lũ lụt sẽ rất là nhiều luôn. Wow, các bạn thấy không? Cái làn sóng nó đang chạy kìa. Cái dòng nước này nó dài vãi trưởng luôn. Wow, một bé heo đang bơi nè các bạn. Ôi, sao mà giết tôi có gì? TNT gì đây? 1000 mà lắp hả? Mua được luôn. Rồi, để mình coi thử đây. Đây là TNT nguyên tố đá nha các bạn. Trời đất ơi, nó có tác dụng là ném đá để nổ hả? Ném đá để nổ. Ném đá hả? Ok, hiểu. Lần này tôi sẽ là người kích hoạt quả bom. Wow. Ui. Trời đất ơi, tí nữa chết đi. Không sao nếu vậy, giờ vẫn còn sống. Vô mốt ơi, tôi đã già rồi vô mốt ơi, nhìn nè. Tôi già quá rồi, râu ria quá trời luôn rồi. Ông lấy cái nón với cái râu của tôi, ông còn nói cái gì nữa? Ừ thì tôi lấy cái nón của ông, tôi đội lên nè. Cái nón của ông nhìn đẹp quá, tôi mượn thử đi. À giờ chúng ta uống hầm sữa vô mắt cái nha các bạn. Đây. Wow, một cảm giác thật là vô mốt. Ôi Vinh ơi, ông đặt cái gì mà nhiều dữ vậy, nó nổ tùm lum hết bây giờ. Ui chạy vô các bạn ơi. Ui nữa mày. Tôi biết bơi. Trời ơi. Rồi lần này là mình sẽ mua cái TNT gì mà đen thui vậy? 1500 block để có thể mua được. Hiện tại là mình đã mua được cái TNT. Đây là TNT nguyên tố sấm sét. Đây là triệu tập một cơn bão sấm sét. Vô ghê vậy. Một cơn bão luôn vô mất ơi. Hiện tại là trời tối rồi nha các bạn ơi. Nổ là phải rồi, nhức nách luôn. Nổ rất là đẹp nè. Đâu, để tôi coi thử. Ôi, các bạn thấy không, TNT nó có gì nó chiếu chiếu lên kìa. Không biết á, là nó sẽ xuất hiện mưa luôn không ta. Ui, nó tỏ ra lấp lánh luôn kìa các bạn. Ui, trời mưa luôn. Cái gì? Wow, trời mưa luôn các bạn ơi. Nghe nãy giờ mình mới để ý thấy các bạn, mình có thể mua được cái áo này nè các bạn. Áo này nó bán với giá 200 block cũng rẻ. Rồi, mua cái áo này thử đi. Ui, mình vừa mặc được cái bộ giáp Avatar nè các bạn. Cái bộ giáp này nhìn kỳ ha. Ê, nhìn cái bộ giáp nhìn như là bộ đồ của Saitama vậy đó. Rồi, xịn ta. Bộ sắc sức mạnh của mình đó là tăng khả năng nhảy nè và tăng tốc độ nha các bạn. Tiếp theo là với 5000 block đã bị nổ, mình có thể mua được TNT băng nè. Coi thử coi. Đây là TNT nguyên tố băng. Tác dụng của nó là đóng băng các block và cuối cùng làm cho chúng biến mất. Wow. Hiện tại là mình cũng đang ở trong chỗ băng tuyết rồi các bạn. Cũng khá là hợp. Và ê Vinh ơi, có khi nào nó nổ làm cho chúng ta bị đóng băng luôn hay không? Đó, nó biến thành băng luôn. Wow. Nó biến thành băng xong rồi nó biến mất luôn thiệt luôn nè các bạn. Tiếp tục nha. Quả này là bán với giá 4000 block. Mình mua đây là đây là TNT nguyên tố dung nham mà. Có tác dụng là triệu hồi sao chổi. Trời ơi. Nó có thể triệu hồi sao chổi luôn hả các bạn? Ghê vậy trời. Đâu, mình coi thử cái sao chổi trên bầu trời đúng không? Nè. 1 2 3. Đâu sao chổi đâu? Ủa? Tôi thấy có gì đó sai sai. Ơ? Ê! Thiệt các bạn ơi, nó chịu hồi sao chổi thiệt các bạn ơi, giống như thiên thạch nó rơi từ trên trời rơi xuống vậy đó.
Còn cái quả màu xanh lá cây này là như thế nào đây? 5.000 block ông mua về luôn nè. Rồi, cái gì đây? Đây là TNT nguyên tố độc hả? Nó chất độc các bạn ơi, TNT này nó ghê quá vậy. Mình thấy có vẻ hơi căng nha các bạn. Nhưng mà nếu mình xem thử coi. Phải né ra thôi bạn ơi. Wow, các bạn nhìn kìa. Ôi trời ơi, nó đào nguyên một cái đường hầm rất là to luôn nha. Ôi các bạn thấy không? Ôi, cái áo giáp này nó có thể giúp cho mình bay lơ lửng ở trên không luôn nè các bạn. Ôi, ta 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 ta. Tí nữa ngẫm này. Ai, tiếp theo là cái quả này nó có màu vàng nha các bạn. Ok luôn. Cái quả màu vàng này nó có tên là TNT nguyên tố ánh sáng hả? Ánh sáng hả ta? Rồi gửi một vụ nổ sao. Quả này là TNT ánh sáng hả? Wow, wow, đẹp quá các bạn ơi. Nó đào tới cái cục bếp khóc luôn kìa các bạn. À, trời ơi. Nè mình bơi xuống lại coi nè. Trời nó đào tới tầm đây. À, chết luôn. Công nhận là nó đào sâu thiệt sự luôn á các bạn ơi. Trời ơi mình muốn thử mấy lần luôn á nha. Nè, bài cãi luôn. 1, 2, 3. Trời ơi bạn thấy không? Quá là đẹp luôn. Ui. 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 Trời ơi. Ghê chưa. Ôi trời ơi các bạn thấy không? Nó biến mất à. Đó nó biến mất à. Ôi ôi. Ôi, vô cửa hàng mua thêm nữa nè các bạn ơi, quá là đã luôn rồi. Rồi, cái quả này là hắc diện thạch hay gì á, TNT hắc diện thạch. 30.000 block mà là mua được. Rồi cho mình xem coi. Cái quả này là vật chất tối TNT là gì ta? Phá hủy cả thế giới. Ôi trời ơi. Cái chức năng của nó rất là kinh khủng luôn. Sẵn tiện là mình mua cái con này luôn nha các bạn. Mình đang thắc mắc là từ đầu video giờ mình không biết con này sao nè. Con này con gì á, gọi ra ngoài luôn nè. Giờ mình chưa đặt cái con này ra nha các bạn. Con này có tác dụng gì á? Con này là con cuốn hay sao á Vinh ơi? Ông cho nó đi theo đi. Ủa? Nó có tác dụng gì á các bạn? Hay là nó giúp cho mình trời ơi, ghê quá các bạn ơi, nguy hiểm quá. Trời ơi, súng đang chi vậy trời. Nếu mà các bạn muốn mình cho nó nổ cái quả này á thì các bạn hãy nhớ nhấn like video này trong vòng 5 giây nha. Nhớ nha. 5 4 3 2 1. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Rồi gì đây, có đếm số rồi nè. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hả? Trời. Không biết như thế nào đây. Wow, nó tạo ra một cái hố rất là to luôn nha mọi người. Ui, kết thúc video và thành quả của mình đã nổ được 3.023.216 block đã bị nổ. Wow, mà coi thế giới của mình nữa nè, quá là quậy tưng bừng luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn xem nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ bye bye mọi người.